chúng ta thật nhá. Đó, tổng về. Ôi, đã chạy. Ôi. Còn gần hả? Cô bé. Ôi, ý ơi, tỏ. Nghe, ý xì là, à, ý xì. Đây là. Il y en a eu plus qui est tombé, hein. Hôm nay cả nhà mình sẽ đi lượm hạt ốc chó nha cả nhà. Cả nhà cùng theo chân gia đình mình đi lượm hạt ốc chó thôi. Đi đi. Rồi đi lượm hạt ốc chó nè các bạn ơi. Đây, hạt ốc chó đầu tiên. Không sợ mình lượm. Nguy dâm kêu mở từ đây trong. Đó, đem theo lượm, đem theo thùng giấy đi lượm. Chờ chứ. Ui, gắp mắt luôn là. Đây là đầu mùa nè. Chưa rụng nhiều lắm. Đi giam vào là gắp mắt sơ của tôi papa là. Ici aussi. Nè, quý giam. Papa. Ouais, j'entends les vaches. Voilà. Đang lượm hạt ốc chó tự nhiên cái con bò đực nó chạy lại nè. Ui. Là mấy lị nó sợ không? Nó đi lại gần cái nó ủi cái đầu nè. Nhìn thấy sợ không? Cái này là phía sau nhà mẹ chồng mình. Bự ghê bự. Cắt sừng rồi nè. Đây, đây, đây nè. Đây nè. Con chó của bạn mẹ chồng mình mới sinh về nuôi. Russe. Russe. Russe de Russie. Russe. Ôi sợ. Ôi ơi. Quậy nè. Có lông. À, ai ai. À. Ừ. cắn rồi răng nó nhỏ quá nhỏ xíu rồi mà cái cắn rồi cái cắn rồi. Cái lông nó xù lông xù cắn là hư ê nó cắn chó mà chơi như em bé đồ chơi như em bé ê rồi cắn là hôm bữa đi lượm hạt ốc chó bị con bò đực nó đuổi nó thâu con mà bị đuổi xong rồi bữa nay qua lại đi lượm tiếp. Bữa nay trời hơi lạnh với lại mới mưa xong cho nên con bò đực nó không có đi ra chuồng đó. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ đi lượm, mình và mẹ chồng mình sẽ đi lượm, còn mẹ chồng mình sẽ chơi nguyên cái xe đẩy đi lại không biết đi lại kiếm mà không biết có ai lượm rồi chưa. L'année passée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ici, c'est rempli. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Oh, on est venu le chercher, ma femme. Regarde, il y a tout. Les trucs sont là. Oh, oui, mais ça. Oh, non, il a monté, ouais.
có người lụm kìa, đi lại chảy có người lụm. Gồm cây đó gồm xuống quá vô vô mẹ chồng mình cung cây. No, it bush vraiment. Ça loup prend, je vais être loup côté. Ça c'est là. Oi. On n'a pas pris le gâteau là. Regarde comment il est. Non, il tombe pas. Để hái là phải phải gung cây gì. Dạ anh chị, anh chị, anh chị. Mày xong bao ve. À, chưa có nứt mà. Cái này gung dễ bị té. Ici. À. Là ici. Là có người lại lụm rồi các bạn. Đó. Je vais couper. Je crois un gâteau, c'est maman. Le raclette. Là. Ngày hôm qua lụm được rồi. Ngày hôm qua người ta lại lụm trước rồi. Hỏng tay chân. Cho nên là. Đây nè. Nó văng xuống đất. Nó xuống đất à. Mẹ chồng mình nói nha. Giờ lắm nên phải đeo bao tay nè. Hàng nhỏ nè, dưới đất nè. Trời mưa mới mưa xong. À, con chó này mà ở ngoài chợ, ngoài siêu thị nó bán mắc. Mẹ chồng mình kêu lụm đi rồi để cái bảng đó bán học chó coi có ai lấy không, lụm ai mua hả. Mẹ chồng mình kêu đi lấy cái bà cào, cái thằng cào lụm ở trên cao cây rồi không biết để đâu đây. Nó còn cào này là cào rồi, vung cây nữa các bạn. Trời nó nặng ghê. Cái này nè, mình cả cây bằng cào của chư bắp giới. Nặng ghê luôn. Cái nào mà? Cái này là phải trông lên là để branches. Nó ngụm trong nhà người ta nhóc chân. Nó vô vò bơ. Trời ơi. Ú lòn con. Đứng cái này sợ u đầu. Ồ, mà dùng sạch sư rồi. Là thuốc. Trời ơi, màu xanh. Màu ngoái lụm màu mà. Ici. Attends, ici, j'en ai vu une là. C'est là. Ah, ça a tombé, mais où? Je sais pas. Là. Là, ici. Qua hàng rào người ta lụm rồi các bạn. Nè, nó nằm trong đó kìa. Cái cây của người ta gieo ra ngoài á. Lụm vô, qua hàng rào người ta lụm rồi. Năm ngoái là đặc khừ, làm như có người ta phát hiện á, nên ta lại lượm sớm luôn.
trong đây nhóc cho. Qua hàng rào người ta nhóc hết. Bên đây cũng có chui đó, thằng sò lụm. À, thằng xây mình đi. Thôi. Nha. Ông phê. Ấy. Dạ a la mà mọi điều về rồi. Nút của tay, priba. Đi xí priba. J'ai l'eau autant que la tour. Oui, c'est là. Regarde où ça tombe. Hein. Oh, ouf, là. Là aussi, j'en vois. Năm ngoái là ta còn 5-6 người lụm. Năm nay 2 người lụm không có, anh lụm. Ấp ơi là bà. Ừ, yêu vòi xí. Ờ, lướt cái tay tồn một xí. Ý à bà, à sơn. Rồi. L'autre côté, il y a là, plus. Là, il y en a une. Là, hop. Là, il y en a deux. Tu les ramasses, t'as peur. Ici, la canne. Oui. Hop. Je regarde, quoi. Ici. Ok. Il dit, voilà la tête. Là. Attends. Tu les vois? Oui. Allez, tu les mets et tu regardes, quoi. Là. Hop. Je vais secouer pour voir. Parce qu'il y en a ici, là. Parce qu'il y en a deux là. Hop. Hey. Là. Non, c'est... On ne voit pas. Hudson. Đi. Đi đứng dưới thằng sợ bị... u đầu. Ôi. Đó. Úp úp. Đào mu, đào mu. On va ramasser. Hop. Hop là. Hop. Moi j'ai pas vu ce que j'entendais là. Ici. Attention, attention. Ah, il y en a encore ici. On va mettre ici, on va faire ici. Là, il y en a aussi. Là-bas. On va les cacher, je prends. Ah, d'ailleurs. Oh merde, c'est ce qu'il a enlevé. Ah, ici, là-bas. Ouf là. Là, là, là. C'est vrai hein. J'ai cherché le bois. Ah, ah ici. Là, merde aussi. Là. Oh, c'est pas, il y a...
nãy giờ được như là các bạn. Xô. Xong rồi nè, ginh được hai thùng đi về nè các bạn. Đó các bạn ha. Ở dưới một thùng. Ôi nặng quá. Ginh một tay không nổi à. Dưng thùng lên nữa nè. Đó. Mẹ chồng mình kêu đem về hết đi. Mẹ chồng mình cho lấy ít thôi. Nữa mẹ chồng mình lụng sao tiếp. Tại vì ở phía sau nhà mẹ chồng mình á. Đó, đây là những cái trái mà mẹ chồng mình chọt nè các bạn. Chọt nè, nhưng mà nó chưa có nứt, chưa có gụm xuống. Mẹ chồng kêu để là nó chín chút nữa để nó nứt ra đi. Rồi hả, khử ra chứ đừng có khử ra bây giờ. Đó. Cứ để như vậy nó tự nứt ra. Còn mấy này thì chọc nó gớt xuống nè, lụm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ê, nặng quá. Hẹn kỳ tới nha các bạn. Xin chào.